Hồng Loan xin trân trọng kính chào quý vị trở lại với chương trình Hồi ký Thanh Minh Thanh Nga và cũng là hồi ký của nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Thưa quý vị, vào kỳ 2 thì Hồng Loan đã kể cho quý vị nghe đến cái giai đoạn mà ông nội của Hồng Loan, tức là ông Năm Nghĩa, chạy về dưới quê của mình là Bạc Liêu để mà xin phép ba má để được cưới bà Thơ về làm vợ. Nhưng mà bởi vì ông nội của Hồng Loan á, là con trai cả mà chưa có lấy vợ bao giờ hết, mà bây giờ đòi cưới một cái người vợ mà đã có mấy đứa con riêng rồi, thì đương nhiên là ông bà không có đồng ý cho vấn đề đó. Ông nội buồn quá thì ông mới trở về lại gặp lại bà Thơ. Bà mới nói là ông đi đâu, bà đi theo đó. Năm 1948, cả hai người, à không, cả năm người chứ, ông bà và ba đứa con riêng của bà dìu dắt nhau về căn phòng nhỏ hẹp của ông. Từ đó, ông đi hát, thâu đĩa, thâu thanh. Bà ở nhà nhận thêu thùa, may giá, chăm sóc ba đứa con. Người con trai 8 tuổi và người con gái 6 tuổi, ông cho đi học trường Pháp tên Euro ở đường Phan Đình Phùng, tức là trường Rạng Đông ở đường Nguyễn Đình Chiểu bây giờ đó thưa quý vị. Có xe bus đưa đón, còn bé trai nhỏ thì ở nhà với mẹ. Tuy không giàu nhưng ấm cúng, gia đình luôn có tiếng cười vui, gia đình hạnh phúc. Với đồng tiền ông bà cùng kiếm, bà dành dụm chút vốn mở tạp hóa nhỏ tại nhà, buôn bán để kiếm thêm. Tuy người cha của ông giận dữ đuổi ông đi, nhưng người mẹ không thể nào không lo cho ông. Mẹ ông cho người tìm nơi ăn chốn ở của ông, rồi cho người con gái thứ 8 là em gái của ông tìm đến nhà. Lúc em gái của ông đến thì chỉ gặp được bà. Em gái ông nhẹ nhàng nói với bà: má biểu tôi đem số tiền này lên đưa cho Hia ba, giờ tôi đưa cho số, khi Hia về số nói lại giùm tôi. Ông là người gốc Triều Châu nên gọi anh bằng Hia và gọi chị dâu là số. Nhưng bà đã từ chối, bà nói rằng: cô về nói lại với má giùm tôi, vợ chồng tôi cảm ơn má đã thương, nhưng vợ chồng tôi tự lo được. Cô em cố ép bà nhận, bà nhất mực từ chối, nên cô em ngồi chơi giây lát rồi kiếu từ ra về. Khi ông về đến, bà đem mọi việc trình bày cho ông được rõ. Ông không nói gì, chỉ mỉm cười, nhưng lòng dấy lên sự thương mến và khâm phục. Ông tự hào vì bà thật lòng yêu ông, chứ không vì vật chất. Hành động của bà đã nói lên lòng tự trọng, không chỉ cho bà mà cho luôn cả ông. Ông tin rằng cha mẹ của ông sẽ hiểu sự lựa chọn của ông là đúng. Rồi chuyện gì đến tất đến. Một sinh linh bé nhỏ đã tượng hình. Khi bà báo tin cho ông biết rằng bà đã có thai, ông vui mừng không kể xiết. Nhưng nhìn lại căn phòng chật hẹp, ông buồn bã nói: anh đã không lo được cho mình và con có được một chỗ ở thoáng mát rộng rãi, giờ có thêm một đứa, anh thấy cực khổ cho mình quá. Bà nói: hiện giờ thì cứ ở yên đây, khi nào gần ngày sanh em sẽ về Tây Ninh ở tạm với má. Sanh xong rồi mình sẽ tính sao? Ông nói: hai đứa nhỏ mới vừa đi học, về Tây Ninh rồi chuyện học hành của tụi nó làm sao? Bà nói: lúc đó cũng nghỉ hè rồi, má con em về đó thì cũng là xứ sở, nếu phải ở lâu thì xin cho chúng học trên đó. Ở trên đó má em quen biết nhiều, chuyện học hành của tụi nó mình không phải lo. Giả lại nhà cửa rộng rãi,
má có người giúp việc, mình cứ yên tâm nha mình. Thấy bà nói có lý nên ông tạm yên lòng. Ở Tây Ninh vào thời điểm này đã yên ổn, vẫn do người Pháp cầm quyền. Phần là cha bà khi còn sanh tiền làm quan cho Pháp, có đất, có nhà. Cha bà lại hy sinh trong trận chiến, nên sau khi Tây Ninh bình yên thì mẹ bà đã trở về nhận lại nhà cửa. Tây Ninh, năm 1949, ngày 11 tháng 9, một cậu bé ra đời. Với sự đón mừng của cha mẹ, ngoại và các anh chị, một cậu bé bụ bẩm, kháo khỉnh, dễ thương nên được cả nhà rất mực cưng chiều, lớn lên trong sự yêu thương của mọi người. Đáp lại sự yêu thương đó, cậu bé luôn làm trò khiến cả nhà rộn vang tiếng cười. Đến đây chắc quý vị đoán biết là cậu bé này là ai hiện nay, có phải không? Dạ đúng, người mà Hồng Loan muốn nói đến bây giờ thì được khán giả gọi là danh hài Bảo Quốc. Và vì sao ba của Hồng Loan có cái tên là Bảo Quốc, quý vị có biết không? Để Hồng Loan giải thích cho quý vị nghe nha. Gia đình của ông nội Năm Nghĩa có 13 anh chị em. Chỉ có ông và người thứ 7 là nam, lại là người gốc Hoa. Với đứa con trai đầu lòng này, có thể nói đó là Trấn Quốc Chi Bảo, nên ông đã đặt tên cho cậu bé là Bảo Quốc, Lư Bảo Quốc, với ý nghĩa là bảo vật quý giá của dòng họ Lư. Ông bà tạm thời gửi các con ở với ngoại, về Sài Gòn lo công việc. Ông thì đi hát, bà vẫn còn phải lo cho cửa tiệm tạp hóa nhỏ. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống gia đình ông bà ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng cứ mỗi lần từ quê ngoại về, bà luôn thấy ở ông có cái gì đó ưu tư, suy nghĩ. Bà mới lên tiếng hỏi: mình à, đã là vợ chồng, trong lòng mình có điều gì phiền muộn, sao mình không nói ra để cùng nhau lo toan? Hơi chần chừ một chút, ông thổ lộ: mỗi lần từ Tây Ninh về, lòng anh cứ bâng khuâng một điều, nghĩ đến là thấy buồn. Chồng trước của mình làm hội đồng, đi đến đâu mình cũng được người ta gọi là bà hội đồng. Còn bây giờ mình làm vợ anh, một anh kép hát, cho dù tiếng tăm có gian lừng đến thế nào thì vẫn được gọi là thằng. Có lý đâu người ta lại gọi mình bằng bà chứ. Nói xong, ông thở dài, nghe buồn não ruột. Bà nhìn ông mỉm cười, dịu dàng nói: tâm ý mình em hiểu, mình muốn lập gánh hát phải không? Mình theo em vô đây. Ông theo bà vào phòng ngủ của hai người. Bà lật tấm nệm lên, ông mở to mắt nhìn. Tiền? Phải, đó là những tờ giấy bạc được mệnh danh là tiền. Ông nhìn bà như hỏi: tiền ở đâu mà nhiều vậy? Qua ánh mắt, bà biết lòng ông hoang mang, thắc mắc. Bà nói: tiền do mình thâu thanh, thâu dĩa, cộng với tiền lương hát của mình đem về, em đã dành dụm, định mua căn nhà lớn chút. Tiền xoay sở trong nhà là tiền em nhận mai giá và thêu thùa, thêm tiền lời buôn bán, em gói ghém thì cũng đủ chi tiêu. Phần sanh con thì về má, má đã lo chu tất. Tất cả tiền ở đây là do công của mình cực khổ làm ra, nay em giao lại cho mình, tùy mình sử dụng. Mình muốn lập gánh hát, em ủng hộ mình. Ông nhìn bà xúc động không nói nên lời, cảm xúc dâng trào trước sự chu toàn của bà.
chỉ còn biết dùng ánh mắt biết ơn thay lời nói. Người đàn bà này thật tuyệt vời. Vợ chồng cùng nhau xếp tiền lại và đếm xem vốn liếng được bao nhiêu. Ông nói: số tiền này tuy không phải là ít, lấy mua một căn nhà thoáng mát một chút thì được, nhưng muốn lập gánh hát thì không đủ. Chỉ có thể hợp đồng kêu đào kép chánh. Còn âm thanh, ánh sáng, cảnh trí, phục trang, soạn giả, diễn viên phụ, nhân viên các bộ môn, rồi quảng cáo, tất cả cái gì cũng cần tiền. Biết làm sao đây, khi chúng ta chỉ muốn nhờ sức lực của riêng mình. Bà nhìn ông, nói đầy tự tin: mình đừng lo lắng, tiền này mình cứ cầm lo cho việc hợp đồng với đào kép chánh, còn những việc khác hãy để em lo liệu. Thấy ánh mắt ông do dự, bà nói thêm: em có hai người bạn rất thân, em tin họ sẽ nhất định giúp em. Em sẽ ngoại giao mua gối đầu các thứ, không có gì khó đâu mình. Dù cho khó em cũng vượt qua được. Có niềm tin ắt mọi việc sẽ thành. Chỉ cần ta kiên trì, mình chỉ cần lo việc đào kép chánh là được rồi. Thấy bà kiên quyết và tự tin, ông cũng phấn khởi và yên tâm. Bà lo thu xếp sang hết những món hàng hóa còn lại, dẹp tiệm tạp hóa không nhận may giá, để tiện việc cùng ông lo ra gánh hát. Các con thì ở tạm với ngoại, nên ông bà yên tâm chia nhau ra làm việc. Ông thì lo mời các đào kép danh tiếng ký hợp đồng. Còn bà may mắn có được hai người bạn thân đúng nghĩa. Khi bạn cần có tôi, bà Ba Đích và bà Sáu Biện đã giúp cho bà phần nào về tài chánh. Có thiếu hụt gì thì bà lo liệu sao. Bà ngoại giao với các nơi như gỗ, vải, đèn điện, họa sĩ, người mai phục trang. Vào thời điểm đó, ông là một nghệ sĩ rất nổi tiếng, thu thanh thu dĩa không ít, rất nhiều người ái mộ ông. Thêm vào tài ăn nói rành mạch của bà, nên khi nghe ông bà thành lập gánh, họ rất ủng hộ. Đã có nhiều nơi cung ứng thiết bị cần dùng, chuyện lấy trước, trả sau, nhờ đó cũng có phần dễ dàng hơn. Xong phần sân khấu, đến việc tuyển nhân viên, nào là dàn cảnh, là những người thay đổi cảnh trí kim khuân giác cho sân khấu, người bán vé, người soát vé, chỉ ghế, giữ trật tự, hậu cần, là người lo cơm nước, đồ hội, là người giữ gìn trang phục cho nghệ sĩ. Tuy cũng gặp sự cố trong công việc, nhưng nhất bà đã cố gắng lo rất chu toàn. Sau thời gian cùng chung vai vượt mọi khó khăn, tất bật, ráo riết, chạy ngược chạy xuôi lo giấy phép, thì ngày lịch sử mà ông bà hằng mong muốn đã đến. Thưa quý vị, vừa rồi Hồng Loan kể quý vị nghe cái giai đoạn mà ông bà nội thành lập nên cái gánh hát Thanh Minh Thanh Nga. Hồng Loan xin phép được ngưng tại đây cho phần 3 và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Hồng Loan sẽ kể cho quý vị nghe khi mà cái đoạn hát Thanh Minh Thanh Nga dựng lên thì có được thành công hay là không, và những đứa con của ông bà sẽ là những ai, ông bà có bao nhiêu người con. Hồng Loan sẽ giới thiệu hết cho quý vị nghe ở phần sau. Hẹn gặp lại quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị.